được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên, duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069 gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan gửi tiền online nhanh chóng tiện lợi an toàn điện thoại 1888-880-8345 Xfinity Trimmer Bundle và website xfinity.com asianamerican Asian American Nhân viên nói tiếng Việt tại tiệm trên Bella và Rice Village Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982 Trung tâm học liệu châu Á United Healthcare tòa lạc tại Sài Gòn Houston Plaza cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về Medicare. Hãy gọi đường dây tiếng Việt 1 868 9009. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV cũng như các thính giả của Việt Radio. Đây là chương trình chào mình mình với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Phạm Ngọc Bảo. Good morning, Quen. Dạ, thưa chào anh Bảo, anh Kiểm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của Việt TV Radio của Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả, chào anh Bảo và anh Cơ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tóm lược sơ một số tin chính của sáng ngày hôm nay. Rồi sau đó chúng tôi sẽ đi vào phần tin chi tiết. À, xe kẹt nhiều giờ ban đêm đến rạng sáng thứ ba trên xa lộ 95 tại Virginia vì bão tuyết. Trước một triệu ca lây nhiễm chỉ trong ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden kêu gọi mọi người bình tĩnh, tiếp tục chích, tiếp tục chích ngừa. CDC Update lệnh cách ly dành cho lây nhiễm COVID-19 và lệnh chích ngừa mũi booster. Thượng nghị sĩ Joe Manchin vẫn chưa đồng ý với dự luật Build Back Better của Tổng thống Joe Biden. Một giáo sư đại học của trường UPenn đã bị chỉ trích nặng nề về tội phân biệt chủng tộc. Trung Hoa dự tính điều hành thế vận hội mùa đông như thế nào với chính sách không có COVID-19. Nữ chỉ, chỉ huy trưởng đầu tiên của hàng không mẫu hạm nguyên tử Abraham Lincoln của Hoa Kỳ Lần thứ hai, hai phi cơ tự sát drone mang chất nổ bị bắn rơi bên doanh trại quân Hoa Kỳ tại Iraq Xe hơi chạy điện của Mercedes chạy xa đến 648 dặm Đài Loan mua 20.400 chai rượu rum của Lithuania du hành đến hỏa tinh có thể làm cho con người lão hóa sớm hơn. Đội football Redskins sẽ lấy tên gì để thay thế tên này? Tin về người máy giúp việc Viomi V1. Tin Việt Nam cho biết hàng không Việt Nam mở lại 8 đường bay quốc tế và số ca COVID-19 nặng và tử vong vẫn tăng. Kính thưa quý khán thính giả, bây giờ chúng tôi xin được đi vào phần tin chi tiết thì uh, trên xa lộ 95 À, vùng vùng chính của um, tiểu bang Virginia à, bị kẹt xe rất là nhiều giờ vì bão tuyết. Bắt đầu là một uh, trận uh, mưa rơi, rơi mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi trên xa lộ, rồi kế đó là tuyết rơi, tuyết rơi 2 inches trong mỗi tiếng đồng hồ. Xa lộ 95 ở Virginia bị kẹt kéo dài 40 dặm. Hàng ngàn tài xế bị kẹt qua đêm, 24 tiếng đồng hồ trong cái thời tiết giá lạnh. Ngay cả thượng nghị sĩ Tim Kaine của tiểu bang này cũng bị kẹt chung với những người uh, bị uh, trong uh, kẹt ở trên xa lộ. Thì uh, sáng ngày hôm qua ông gửi đi một cái tweet. Ông uh, nói là tôi bắt đầu chuyến đi đến Washington DC. Thông thường cái chuyến đi của tôi chỉ tốn có 2 tiếng. Tuy nhiên sau 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bây giờ tôi vẫn chưa tới Washington DC. À, cuối cùng thì ông cũng đến... Uh, cái chuyến đi của ông kéo dài 27 tiếng đồng hồ thông thường chỉ có hai tiếng thôi nhưng mà là kéo dài 27 tiếng là bởi vì ông bị kẹt xe kẹt cứng trong xe may mắn là cho tới giờ này vẫn không có một cái thông tin nào về người bị thương hay bị chết có lẽ là không ai bị thương và cũng không ai bị chết à, thành ra à, cái việc đó là cũng trong cái xuôi nó vẫn còn có cái hên à, tuy nhiên à, à, ở Virginia, những nhân viên chính quyền của Virginia đã bị đặt cái câu hỏi là làm sao, tại sao mà để cái vụ kẹt xe nó nặng nề như vậy, à, người ta không có thể di chuyển được, người ta bị kẹt cứng trong cái thời tiết giá lạnh ở ban đêm. À, rồi thêm một điều nữa là bà Phó Tổng thống uh, Kamala Harris đã tweet đi một cái tweet về cái chương trình của uh, Tổng thống Joe Biden và nói là cái chương trình này thì dĩ nhiên Uh, dân chúng có thể đi lại bình thường nhờ luật xây dựng hạ tầng cơ sở nhưng mà người ta nói là dân chúng làm sao đi lại bình thường kẹt xe 27 tiếng thì hai cái sự sự việc nó khác nhau. Nhưng mà đối với lại một uh, nữ phó tổng thống hay là một tổng thống hay một thống đốc hay là những người nào có cái chức vụ cao cấp thì trước khi thuyết đi phải phải nghiên cứu và phải xem xét coi cái tình hình lúc bây giờ nó như thế nào để tránh đi gửi đi những cái tweet mà người ta gọi là vô duyên. Uốn lưỡi bảy lần là vậy. Nhưng mà về cái tình trạng gọi là thời tiết khắc nghiệt thì dù muốn dù không <laughs> ngay cả tổng thống Biden ngày hôm qua đó ông cũng nói là cái vấn đề là bởi vì climate change cho nên thúc đẩy luôn cái BBB tức là cái Build Back Better cái Green Deal thì đó là những cái chuyện bên lề và những cái gọi là chính trị hóa cái vấn đề mà trở lại với lại cái hiện thực đó cái tai nạn cũng như là cái vấn đề giả bị kẹt cứng như vậy 27 tiếng đồng hồ nếu mà anh, anh bảo hỏi là làm sao giải quyết trách các vị thống đốc hoặc là các viên chức chính quyền chỉ có nước là cho quân đội lấy máy bay trực thăng tới bốc đi thôi chứ còn không thể nào mà giải quyết được hết cái tình trạng đông đá xe chạy nó càng nguy hiểm hơn ngay cả những cái xe mà là xe <laughs> fire truck cũng không dám chạy tới Mà chạy cũng nhích nhích làm sao giải quyết được vấn đề Thì cái khu vực mà bị nặng nhất đó là đúng Cái xa lộ liên bang Interstate 95 nó nằm ở cái quận khu vực quận Stafford từ bang Virginia Cái lý do là có 6 chiếc xe, 18 bánh, xe chở hàng đụng nhau Gây ra thêm một chuỗi những cái tai nạn khác Thành thử ra làm sao mà giải quyết được cái vấn đề ngay lúc đó Anh Cơ À, vâng. à, thứ nhất là xa lộ 95. À, quý vị đều biết rằng xa lộ Hoa Kỳ nó có hai loại Đông à, Đông Tây và Nam Bắc. Thế thì những cái Đông Tây là bắt đầu bằng số à, cuối cùng số bằng chẳng, số 0. À, chỉ Đông Bắc là bắt đầu bằng số 5. Thành ra ở bên Cali là năm rồi tới à, 15 25 tới Houston là 45 và lên đến DC nó là 95. Thế thì cái 95 này là đi ngang Facebook và đây là một xa lộ chính giống như tất cả mọi xa lộ khác cho nên khi mà mưa xuống tuyết rơi là nó bắt đầu nó có đông đá dĩ nhiên bằng ngày thì người ta sẽ có xe ủi tuyết ủi hàng ngày và xe cổ chạy lưu thông không sao cả nhưng mà đêm khuya khi mà tuyết đã rơi rồi và lúc bây giờ là bắt đêm cho nên rất là mau đông đá và các cái xe tải sáu xe tải đùng nhau và gây ra một cái tình trạng Uh, không có giải quyết được vào lúc nửa đêm nữa Thành ra đêm hôm đó là coi như kẹt xe rồi Và khi kẹt xe thì nó kẹt luôn cho tới sáng Và không làm gì được bởi vì càng ngày trước càng rơi uh, Chỉ có một người làm được mà thôi Đó là bà Kamala Harris uh, Là bà Ờ, bất ngờ tuyết ra một cái tuyết và nói rằng là hết sức là vô duyệt tự nhiên là nói về vấn đề hạ tầng cơ sở rồi ấy là là chứng tỏ mình không phải là người lãnh đạo không có cái óc điều kiện và chỉ nghĩ rằng là cứ tuyết đi là được chuyện đó là thôi khỏi phải bàn nữa bàn nữa thêm à, dần thôi rồi mất công à, đó là cái chuyện thứ nhất chuyện thứ hai là ngoài xe cổ ra thì hai chiếc hai đoàn em trách à, cũng đi trong vòng đó là bị kẹt luôn bởi vì tuyết rơi đường dây sẽ chạy không được mọi người đều kẹt hết tới mười mấy tiếng đồng hồ sau uh, mới đi lại được và nói chung thì tình hình đó là tình hình uh, từ xưa tới giờ rồi nó bình thường nó xảy ra trên miền đông bắc hàng năm vào cái mùa này dạ vâng do đó là những người ở Texas thì uh, chưa bao giờ lái xe tuyết thành thử lâu lâu mà có tuyết cả là, là đúng sách sét đào hết uh, người ta thường thường khuyên là trong cái mùa đông khi mà đi chúng ta trong xe lúc nào phải cũng sang. đầy xăng, đầy xăng, chanh và mền thật là nhiều. Có những cái đồ cạo tuyết, có những cái đồ mà để đập cửa kính xe, có những cái đèn pin và đặc biệt là có thực phẩm để có thể nếu mà bị kẹt xe 27 tiếng đồng hồ thì có thể sống sót qua cái 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 lúc kẹt xe như vậy. À, ngày hôm qua à, một triệu ca lây nhiễm chỉ trong một ngày. À, lây nhiễm đây là chúng ta nói đến Covid-19. Tổng thống Joe Biden kêu gọi mọi người bình tĩnh và tiếp tục uh, chích ngừa. À, cái số người lây nhiễm à, ngày hôm qua cả triệu người thì cái xác cái cái phần trăm cao đó là lây nhiễm vì Omicron. Người ta nói là Omicron nhẹ hơn rất nhiều so với Delta. <laughs> số người lây nhiễm thì nó tăng kỷ lục nhưng mà số người mà chết vì Omicron thì nó không giống như là chết vì Delta hay Covid-19 những năm 20 và 2021. Ở Texas thì 90% ca lây nhiễm là do biến thể Omicron. Số người nhập viện ở Texas thì tăng lên 277% trong vòng 2 tuần. Hoa Kỳ như chúng tôi đã nói là lây nhiễm 1 triệu người chỉ trong một ngày. Thế giới thì lây nhiễm 1.5 triệu ca. mỗi ngày Tổng thống Joe Biden bị chỉ trích mạnh mẽ vì không có đủ những cái bộ thử nghiệm, cái test kits. Nếu có một cái điều tốt thì cái đó là biến thể Omicron không giết nhiều người như biến thể Delta. À, thứ sáu vừa qua thì thống đốc Greg Abbott đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden mở thêm những trung tâm thử nghiệm ở Houston, Dallas và San Antonio. À, trong cái lúc khủng hoảng, khủng hoảng này thì ông Abbott không thể chỉ trích và không chỉ trích tổng thống Joe Biden như thường lệ mà phải xin trợ giúp của chính quyền liên bang, đó là cái chuyện tất nhiên là bởi vì chính quyền liên bang không thể bỏ rơi bất cứ tiểu bang nào, tiểu bang đỏ hay tiểu bang xanh gì cũng vậy khi mà có cái việc khủng hoảng thì cái 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 bổn phận của chính quyền liên bang là giúp đỡ được thì phải giúp đỡ. Ở trong cái bài phát biểu trình bày về cái vấn đề này sau khi mà cái tin đưa ra là nước Mỹ đó là một cái nước có cái số liệu bị positive với lại omicron và covid nói chung trên một triệu người thì tổng thống biden cũng có nói về cái điều này và ông cũng chỉ nói rằng bây giờ nếu quý vị muốn tìm cái kit cái pcr kit để mà thử nghiệm đó thì vào website nhưng mà không biết cái website nào website nào của chính phủ và ngay ở đây có nhiều người cũng vào website cũng không có available thành tự ra có lẽ là cũng chưa có được một cái sự chuẩn bị kỹ càng để mà trong cái công việc phân phối xuống cho các tùy và từng vùng và từng tiểu bang. Tuy nhiên về cái tổng số kỷ lục đó, theo trường đại học Johns Hopkins là một cái nơi tổng kết tất cả những cái thống kê, những cái báo cáo về cái số người mới bị nhiễm. Johns Hopkins cho là có thể là do cái báo cáo bị trì hoãn từ cuối tuần lễ. Một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã không báo cáo dữ liệu vào ngày 31 tháng 12, tức là cái đêm giao thừa. Và nhiều tiểu bang không báo cáo các dữ liệu vào ngày cuối tuần, tức là họ nghỉ, công sở mà họ đâu có làm việc. Cũng có nghĩa là một số trường hợp này có thể là do xét nghiệm dương tính được thực hiện vào những ngày trước đó rồi. Tuy nhiên theo CDC đó thì tính tới ngày mùng 3 tháng 1, tức là hôm thứ hai đầu tuần trung bình 7 ngày vừa qua trên toàn nước Mỹ, cái số ca bị mắc mới hàng ngày, bị nhiễm hàng ngày, mới mới nhiễm đó, ở tại nước Mỹ là 480.273 ca. Đây được coi như là con số cao nhất về số ca mới bị nhiễm ở bất kỳ một quốc gia nào mà được Trường Đại học John Hopkins theo dõi và tổng kết cái bản thống kê. Anh không? Dạ vâng, à, thì phải nói rằng là đó là cái con số rõ ràng nhất. Tức là trên 400 ngàn, gần 500 ngàn người mỗi ngày à, trong 7 ngày liên tiếp là cái con số chúng tôi vẫn thường à, nói rằng là đó là con số thống kê chính xác nhất. Tức là lấy con số trung bình của mỗi ngày rồi cộng 7 ngày trung bình đó và chia cho 7, tức là con số trung bình mỗi ngày. Cứ mỗi ngày lấy ra rồi 7 ngày cộng lại chia và cứ mỗi lần bước qua ngày khác thì là xích qua một chút và đó là con số chính xác nhất. 400.000 ngàn người còn một triệu người đó là giống như anh vụ kiểu nói tức là cuối tuần à, công sở nghỉ rồi công sở họ dồn lại báo cáo một lượt cho nên nó đâm ra có con số một triệu người à, đó là những cái con số viển vọng à, phải nói rằng không có thực tế à, nói như vậy thì là không có ngoa và rõ ràng là cái tình hình cho thấy rằng là một điều mà không ai nói hết tức là họ nói rằng là có omicron và omicron nó làm lây nhiễm nhanh nhưng mà không ai nói đến rằng là bây giờ nói về immunity tức là cái số immunity bây giờ nó rất là nhanh và nó nhanh hơn người ta tưởng và mọi người đều nghĩ rằng là do đó mà người ta vẫn có cái tín tưởng là trong tương lai là bệnh dịch sẽ hết trong năm nay à, chỉ vì immunity nó quá nhiều và người ta không thể lây nữa khi mà có người lây tới hai ba lần rồi có người lây một lần và ông già bà già thì ở nhà hết cho nên cái chuyện lây này là trong tương lai sẽ là một cái chuyện nó sẽ giảm đi rất là nhanh chóng càng lây nhanh lại càng có hy vọng rằng là tình hình sẽ trở lại tốt đẹp. Dạ vâng. Tin mới nhất cho biết là Hồng Kông uh, đã ra lệnh cấm những cái chuyến bay từ Hoa Kỳ, uh, Anh Quốc và 6 quốc gia khác và cái việc cấm này sẽ kéo dài 2 tuần bắt đầu từ ngày 8 tây tháng Giêng. Uh, cơ quan CDC thì đã update cái lệnh cách ly dành cho những người lây nhiễm Covid 19. Uh, CDC thì đòi phải có một cái test âm tính trước khi tháo uh, bỏ cái lệnh cách ly và cái thời gian bị lây nhiều nhất là hai ngày đầu tiên sau khi có triệu chứng và 3 ngày sau đó và người ta CDC khuyên là cần phải mang khẩu trang 5 ngày tiếp theo và cái việc là cái test PCR dương tính có thể rất lâu có thể làm cho người ta sợ hãi tuy vị tuy tuy vậy cái lệnh cách ly này coi như là là lệnh cách ly mới dành cho những người lây nhiễm cái COVID-19 Hai cái yếu tố mà vẫn <laughs> khiến cho cái tình trạng các hãng hàng không hủy chuyến bay <laughs> như anh Bảo nói là bên Hồng Kông đó tức là tạm hoãn trong một thời gian gần hai tuần đó thì tại nước Mỹ này tin tức mới nhất sáng ngày hôm nay phi trường dọc Bush United cũng hoãn thêm 40 chuyến hủy 40 chuyến bay Hobby hủy 28 chuyến bay hai cái yếu tố chính kết hợp lại là bởi vì cái con số trên một triệu người thử nghiệm dương tính cộng thêm cái thời tiết khắc nghiệt như chúng tôi vừa mới loan trong cái bản tin đầu cho nên toàn những cái vùng đông bắc đó là máy bay không thể nào mà đáp số mà ông không thể nào cất cánh được vì tình trạng bão tuyết quá lớn anh cơ giờ à, vâng dạ, à, trong cái trường hợp này đó thì phải nói rằng là à, đối với Hồng Kông mà khi hủy bỏ các chuyến bay bởi vì Hồng Kông còn theo Trung Hoa cộng sản và dĩ nhiên là họ theo chính sách là zero covid và vì vậy cho nên họ hủy các chuyến bay, họ không có nghĩ rằng là các chuyến bay đó uh, nó cũng như thường và cái người lây là người trong nước, nó vẫn tiếp tục lây bởi vì đây là Omicron. Đôi uh, cái chuyện thứ hai là cái chuyện CDC. Uh, CDC và cái chuyện các bác sĩ khác, không phải là CDC. Uh, nhiều bác sĩ không phải là CDC đưa lên những cái tiếng nói nói rằng tại sao CDC không có bắt thử test âm tính trước khi hết thời gian cách ly. Uh, dĩ nhiên là các bác sĩ họ có quyền nói về phương diện bác sĩ nhưng mà cdc họ có quyền nói về phương diện chính phủ và phương diện dịch tệ cdc họ có quyền hơn rất là nhiều và họ có thẩm quyền khi mà họ đối diện với hai năm bệnh dịch và họ có trách nhiệm họ nói rằng là sợ gì họ không làm cái test trong 5 ngày bởi vì những cái người không có triệu chứng thì họ chỉ yêu cầu cách ly 5 ngày và sau 5 ngày nếu mình có tiếp xúc mình sợ lấy nhiệm thì mình cách ly 5 ngày và mình không triệu chứng thì 5 ngày sau nữa tức là 10 ngày 5 ngày sau phải mang khẩu trang bởi vì sao bởi vì họ nói rằng lấy nhiều nhất là hai ngày đầu tiên từ khi có triệu chứng và ba ngày sau đó là lấy ít hơn nhưng mà sau 5 ngày thì tương đối nó ít lây và nếu sơ nữa thì mang khẩu trang là sẽ không có lây nữa thì đó là cái trường hợp mà uh, đúng đắn nhất rồi những người mà có triệu chứng và có dương tính thì những người này bắt buộc phải lây, phải cách ly 10 ngày và sau 10 ngày thì họ có thể giảm xuống 7 ngày với cái điều kiện rằng là thay vì 10 với điều kiện là ngày thứ sáu và ngày thứ bảy họ có hai cái test antigen âm tính thì đó là cái lần trước tới bây giờ CDC vẫn giữ nguyên tuy rằng là nhiều bác sĩ nói như vậy nhưng mà nhiều bác sĩ đề nghị phải có cái test âm tính nhưng mà những bác sĩ đó là không thấy vấn đề đại thể tức là vấn đề bây giờ test âm tính không có và điều thứ hai là các cái test âm tính và test dương tính nó có thể kéo dài hơn ba bốn ngày và do đó người ta đã hết lây nhiễm rồi nhưng mà cái test vẫn còn cho thấy rằng là còn con virus ở trong mũi và có thể lây nhưng mà thực sự ra thì nó không lây nữa đó là những cái gì mà nhất là cái test mà PCR nó có thể dương tính tới 12 ngày cho nên họ không có làm cái chuyện test đó sau cái khi mà mình thời gian cách ly đó là cái lập luận rất là chắc chắn của CDC à, cho nên đôi lúc có những bác sĩ hay tuyên bố và những đài phát thanh họ chỉ có cơ hội là họ nói làm cho đồng bào và dân chúng hoang mang thế mà thôi và tin về CDC đã update cái việc chích ngừa bây giờ và cách ly và bây giờ CDC cũng update cái lệnh chích ngừa cái mũi booster thì ngày xưa đó thông à, là người ta chích cái mũi sau khi chích hai mũi thì cái mũi booster sẽ được à, chích từ à, vào tháng thứ sáu thì bây giờ nó sẽ bắt đầu vào tháng thứ năm sau khi mũi thứ nhì của những cái của công ty Pfizer à, đối với công ty Moderna thì vẫn giữ nguyên 6 tháng và đối với Johnson Johnson vẫn là hai tháng à, còn đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi hay là lớn hơn lớn hơn nếu mà có bệnh nền ở hệ thống miễn nhiễm thì phải chích uh, mũi booster sau 2 tháng. Tức là chỉ có Pfizer là chích trước 1 tháng thôi. Dạ. Yeah. À, anh cơ. Dạ. Yeah. Ok. Vì là Johnson and Johnson 2 tháng nhưng mà điều đó chứng tỏ rằng là Pfizer nó 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 nhẹ nó dễ nó dở hơn là Moderna vì Moderna tới 6 tháng nó phai nhạt. Dạ. Yeah. Yeah. Cái trái tim của Pfizer nó phai nhạt mau hơn <laughs> là trái tim của Moderna. <cười> <Yeah>. <cười> Thưa nghị sĩ Joe Manchin uh, vẫn chưa có đồng ý với cái dự luật Bill Back Better của Tổng thống Joe Biden. Ông Mansion cho biết là cho đến giờ ông vẫn chưa có đồng ý và chưa có thỏa thuận nào với Tổng thống Joe Biden. À, thượng nghị sĩ Schumer, Chủ tịch thượng viện cho biết ông này đã nhiều lần nói chuyện với ông Mansion về cái dự luật bầu cử nhưng mà chưa có uh, nói về cái dự luật Build Back Better và người ta chúng ta gọi là BBB. Thì uh, về cái luật PPP này, cái Build Back Better này thì ông sẽ cố gắng dàn xếp với ông Manchin để có thể thông qua cái dự luật Build Back Better này. PPP là Paycheck Protect Program là có tiền phải không? Chữ P là P à, à, phở, bê phở còn cái này chữ là P bò. À, Cũng là Business Bad guru, cái cơ quan mà coi như là đánh giá những cái cơ sở thương mại nào tốt. Mà Nhưng là mà Better đối Business, dạ yeah. vâng đối với lại Cộng Hòa đó thì họ gọi cái chữ 3B này là không phải Bill Back better, mà là Bad, Bad, Bad. Đã có hai ông hí hửng khi mà thấy cái manh động của từng nghị sĩ Joe Manchin của Đảng Dân Chủ đại diện cho từ bang West Virginia. Rất khoát là không có đồng ý ủng hộ cái luật này, dự luật về ngân sách này. Chi lớn quá. Thì muốn vời ông về đổi đảng trong đó có ông John Cornyn của tiểu bang Texas của chúng ta cũng đã gọi điện thoại và ông trường khối thiểu số ở tại thượng viện là ông Mitchell nhưng mà ông Menchin dù sao đi chăng nữa vẫn không có đổi đảng ông chỉ có không ủng hộ cái đạo luật này thôi nhưng mà ông vẫn là người của bên phía dân chủ anh cơ dạ vâng thì uh, ai cũng biết rằng là cái uh... Uh, uh, hai cái đạo luật mà hiện giờ phía đảng dân chủ rất là mong muốn thông qua đạo luật thứ nhất là bbb tức là đạo luật hạ uh, tầng cơ sở về xã hội tức là nói chung là welfare uh, full stem và trợ giúp cho những gia đình có con nhỏ uh, thì đó là bbb thế thì uh, cái bbb đó là một với cái thứ hai là đạo luật về bầu cử tự do thì Hoa Kỳ mà không có bầu cử tự do là nói chuyện nó cũng hơi khó Nhưng mà bầu cử tự do đây đối với đảng Dân Chủ nghĩa là tự do bỏ phiếu bầu bằng thư Cái chính là cái như vậy Còn những cái chuyện người ta nói râu ria bên ngoài là hạn chế bầu cử hay bầu cử tự do rồi vậy Là chuyện bên lề thôi Nhưng mà chuyện chính mục tiêu của đảng Dân Chủ là bỏ phiếu bằng thư tự do Chứ không hạn chế cho những người trên 65 tuổi như là đảng cộng hòa bắt buộc và từ xưa đến nay nó vẫn như vậy nhưng mà bầu cử tự do nghĩa là tự do bỏ phiếu bằng thư ai muốn bỏ bằng thư là cứ bỏ thì đó là cái cái chính của đảng dân chủ và hai đạo luật này thì không thông qua được bởi vì hạ viện là qua rồi nhưng mà thường viện là phải 50 50 và nhất là còn có filibuster của đảng cộng hòa dân ở bên cạnh cho nên uh, không bao giờ được và vì vậy người ta cứ dù ông uh, Manchin, uh, và vì ông này phải đi qua nhưng mà ông này là cái người rất là cương quyết ông nói là ông vì tổ quốc cho nên À, cái đạo luật mà BBB hồi xưa là 3 tỷ mấy, 3 ngàn tỷ mấy, tức là và đến khi mà ông có chữ khoán người ta mới hạ xuống là 1.7 ngàn tỷ, tức là 1 ngàn tỷ mấy, tức là, là bớt đi 50% rồi, mà ông Manchin vẫn còn chê, ông bảo rằng là cũng còn quá nhiều những chuyện lối thôi rắc rối, thành ra ông không có muốn và đó là cái lý do mà mọi người bên đảng cộng hòa thì đều muốn ông này nên theo cộng sản tức là uh, bạc đỏ sao vàng nói tắt nói tắt là là bỏ đảng sang giao yeah. và ông không chịu <laughs> một uh, giáo sư uh, đại học luật khoa của trường uh, University Penn UPenn uh, đã bị chỉ trích nặng nề về cái tội phân biệt chủng tộc uh, bà giảng sư này uh, bà tên là Amy Wax đã tuyên bố trong một cái cuộc phỏng vấn với một phóng viên của trường Đại học Brown thì bà nói là Hoa Kỳ sẽ tốt hơn khi có ít người Á châu hơn và ít di dân Á châu đến nước này. Trước đó thì bà cũng đã tuyên bố một cái câu tương tự vào năm 2019. Khoa trưởng trường luật của UPenn đã tỏ ra không đồng ý với cái ông gọi là ngôn từ kém thông minh và phân biệt chủng tộc, nhưng mà cho đến bây giờ thì bà vẫn còn làm việc ở trường UPenn cái đó là cái thắc mắc lớn đó anh cơ anh quen cái trường này lắm mà <laughs> con gái anh tốt nghiệp vào đây phải không <laughs> Có bị kỳ cháu có bị kỳ thị không à, Thưa anh, dĩ nhiên là ai cũng không không ai dám nói điều đó nhưng mà à. mấy à. cái trường như UPenn hay Harvard hay là Brown uh, người là một, ba trường đó là ba trường nổi tiếng nhất ở vùng Washington DC và là một trong những cái trường mà người ta kêu rằng là 12 trường lớn nhất của nước Mỹ thì những cái trường này thì họ đều là người Á châu, đông đến nỗi mà họ phải dẹp người Á châu bớt, họ phải ra những cái luật để hạn chế uh, trẻ con Á châu đi vào họp bởi vì trẻ con Á châu uh, nó học mà điểm nó cao quá, điểm nó rất là cao. Uh, về vấn đề uh, vấn đề thi mà SAT uh, cho nên cái phỏng vấn là quan trọng. Khi mà bạn điểm cao, bạn vô, bạn phỏng vấn thì người ta phải căng cứ đó thành nó phải hết sức là xuất sắc họ mới nhận vào. Còn không thì họ bị loại theo cái kiểu rằng là phải giữ cái ta Ả à, Châu thiệt là thấp. Nhưng mà thiệt là thấp rồi nó vẫn còn cao đối với nhiều người da trắng. Do đó mà bà Amy hoặc còn câu tuyên bố rằng là người Ả à Châu nó quá nhiều trong mấy trường này rồi, không có nên đưa thêm lừa. Và nhất là tổng quát thì ngoài trường học ra những cái di dân ở Châu cũng còn quá nhiều không nên cho người ở Châu di dân vào đây nữa thì dĩ nhiên đó là những lời mà người ta cho là phân biệt chủng tộc và và vẫn còn làm việc thì đằng sau đó còn những chuyện khác người ta không nói được ví dụ như bà ở trong một cái công ty nào đó mà cái công ty đó họ đề nghị cho bà làm chức này chức kia mà công ty đó thì họ cho nhiều tiền quá cho nên mấy trường không dám đuổi bà này thành ra đó là những cái chuyện bên lề yeah dạ yeah. chỉ có điều đặc biệt đó là cái bà này là bà dạy dạy trong trường à, trường luật thành thử là những cái người mà dạy luật thì phải hiểu luật thành không hiểu tại sao mà bà lại có thể bà nói gì. phân khoa luật mà dạy về môn luật nữa mà không hành xử theo đúng luật điều đó cho thấy rằng người ở à chỗ quá nhiều định luật ban đây bực <cười> <cười> đã từng có rất nhiều những cái chuyện này anh mình còn nhớ cái affirmative action hơn. Dạ yeah, đó, đó. đó, đó. Yeah. Ở ngay Houston này cho đâu ừ, trường ừ. Uh, trường uh, một cái trường đại học dương UT nhận hai sinh viên một sinh viên da đen cho đi vào sinh viên da trắng đuổi ra mặc dù sinh viên da đen đỏ điểm thấp hơn người da trắng mà Đấy. trường UT là trường thường thôi mà cái cô này cô không được vào cô mới kiện thì cái đó là về phải... Affirmative action, tức là người da đen họ có quyền ưu tiên hơn. Dạ. Yeah. Cái nó trở lại nó trở lại thập niên 19 uh, thập niên 60. Thì uh, tại vì uh, những cái công ty của Hoa Kỳ, những trường học của Hoa Kỳ, họ 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 kỳ thị, họ lúc thời đó vẫn còn kỳ thị, thành ra là cái luật mới đưa ra là bắt buộc là phải có đủ quota, bất cứ cái công ty hay trường học nào cũng vậy. Thí dụ anh nhận 100 người thì trong đó phải có ba người da à, đen thí dụ chẳng hạn tôi nói đây cái con số nó là thí dụ chứ không phải là con số chính xác thì à, khi mà anh nhận 97 người da trắng mà ba người da đen thì có thể có ba người da trắng điểm cao hơn hay là cái cái, cái cái kinh nghiệm nó nhiều hơn nhưng mà bởi vì cái coda bởi vì cái affirmative action thành ra cái chuyện đó nó bị nó bị gọi là là người ta nói là uh, discrimination nhưng mà người da trắng họ nói là cái này là reverse discrimination À, tôi cũng bị tôi da trắng và tôi cũng bị bị kỳ thị nhưng mà cái chuyện là kỳ thị đó thì nó không có tôi nói này rất rất là chậm để cho để cho quý vị nghe cho nó và đó. đóng mở đóng mở ngoặc ừ. kỳ thị không có sai kỳ thị không có sai khi mà tôi ăn phở hay tôi ăn cơm tôi ăn cơm tôi không ăn phở tức là tôi kỳ thị phở à, tôi thích cơm hơn thích phở à, hay là tôi ăn phở mà tôi cái đó kỳ thị không có sai chỉ có khi nào ăn kỳ thị vì chủng tộc kỳ thị vì tôn giáo kỳ thị về cái uh, giới tính thì cứ đó mới sai thôi chứ còn ăn kỳ thị vì món ăn ăn kỳ thị vì cái này cái kia không sai à, có một tức cái là lên là lên định đây. nghĩa uh, xin yeah. lỗi cơ thật yeah. nhanh thôi định nghĩa kỳ thị thì vẫn là kỳ thị nhưng cái định nghĩa đó khi đặt ở trong một cái cảnh ngữ khác thì nó hoàn toàn theo một cái nghĩa khác đúng không ạ dạ ừ. vâng <laughs> Ê, có cái chuyện như thế này là rõ ràng bây giờ đây ở hưu sân thôi tất cả những cái học sinh á châu là được coi như người da trắng tức là cô ta ngang hàng người da trắng chứ không phải rằng là những người học sinh á châu đó mà được ưu tiên á châu là còn tệ hơn da trắng nữa tức là coi như người da trắng có thể vào nhiều hơn mà người á châu không có được bằng người da trắng nữa tức là bởi vì dân á châu nó học giỏi quá cái gì nó cũng vào nếu mà để cho á châu tự do là nó vào hết luôn da trắng không có vào được nữa <laughs> Dạ uh, vâng. Uh, Trung Hoa dự tính điều hành thế vận hội mùa đông như thế nào với cái chính sách mà họ muốn là không có Covid-19? Không có Covid-19 thì nếu mà như vậy thì phải có chuyện cách ly. Nếu mà họ uh, có cái thế vận hội mùa đông mà họ muốn phong tỏa hay là cô lập hàng ngàn nhân viên và tình nguyện viên một tháng trước ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh và cái này nó Thế vận hội mùa đông nó bắt đầu từ tháng 2 4 tây cho yeah. đến 20 tây tháng 12 uh, 20 tây tháng 2 từ 4 tây đến 20 tây tháng 2 thì nếu mà thế vận hội tức khai là mạc, hôm nay họ đã cách ly rồi là họ phải cách ly <laughs> thì là cách ly như vậy thì họ làm việc như thế nào <laughs> à, từ hôm thứ hai đó thì từ tuần tân hoa xã cũng cho biết là các cơ quan tổ chức có một cái buổi tập dượt cái lễ trao huy chương gần cái sân vận động tổ yến cái mà hồi xưa tàu tổ chức cái thế vận hội 2008 đó cái sân vận động tổ chim thì đúng hơn. Của cái ông đạo diễn nổi tiếng lắm. Ông, ông, ông... Tên gì anh Cường? Nghệ đúng rồi, Trương Nghệ, nghệ Mưu. Yeah. Thì đây sẽ là cái nơi diễn ra cái lễ khai mạc của Thế vận hội. Và trong cái buổi thực tập ngày hôm qua có chứng kiến của giới truyền thông các nhân viên đều phải đeo khẩu trang để mà coi như là tuân thủ các quy định rất là ngặt nghèo để bảo đảm, tại vì bên phía Trung Hoa họ bảo đảm là sẽ giữ cái cái biện pháp an toàn cho mọi người anh cơ. Dạ vâng thì ừ. tôi thấy là chính sách không covid. Yeah. Và họ kêu là và, tất cả những cái người nào mà tham gia vào vấn đề tổ chức thể vận hội từ professional cho tới người mà tình nguyện thì bắt, bây giờ bắt đầu bị cách ly rồi tức là họ phải vô ở trong thể và ngồi và ở đó cho tới cái ngày khai mạc không có được ra ngoài không đi đâu ăn uống gì là có người đưa vào hết cấm cấm đi ra tức là bubble ở trong cái vòng đó mà thôi không có được đi ra ngoài không có được tiếp xúc và mọi thứ này rất là nghiêm ngặt để mà tránh lây nhiễm cho đến khi các lực sĩ vào và các lực sĩ thì dĩ nhiên khi vào rồi thì họ sẽ chung số phần, tức là sẽ ở trong đó và sẽ không được tiếp xúc với người ngoài, không được làm gì hết và phải thử COVID hết sức là nghiêm ngặt để mà tránh cái nạn lây lan. Thì họ hy vọng rằng như vậy được, mà có thể họ làm như vậy cũng được là tại vì uh, không lây là nó không lây thôi, nhưng mà <laughs> quay đốc kỳ. Yeah. Mình nói đến Trung Hoa, Trung Hoa Cộng sản, Trung Cộng thì mình phải nói tới Đài Loan một chút xíu thì Đài Loan họ đồng ý mua 20.400 chai rượu rum của Lithuania. Lý do tại sao họ đòi như vậy là bởi vì Lithuania là một cái quốc gia uh, đứng về phía Đài Loan. Hiện tại bây giờ rất là ít cái quốc gia có cái uh, quan hệ với Đài Loan trên cấp bậc đại sứ. Uh, Lithuania đứng về phía Đài Loan và uh, cái quốc gia này bất chấp cái lời phản đối của Trung Cộng thì Trung Cộng đã trả đũa bằng cách là họ không mua, họ ngưng, họ nói là tôi không có mua 20.400 chai rượu của quý vị nữa Thành thử là quý vị mang chỗ khác đi Chúng tôi không nhập nhập cái rượu này nữa Thì Đài Loan nói hay Chúng cộng không nhập thì chúng tôi sẽ nhập 20.400 chai rượu của quý anh Không sao cả <laughs> Ngoại giao mà thì đúng là như vậy Cách đây hơn tháng thì cái phái đoàn của ba nước ở Băng Tích Trong đó có Latvia đó ở Lithuania có ghé tới thăm Đài Loan Thì 20.400 chai rượu vang ở một cái tầm cỡ quốc gia nó thấm cái gì mà thực tình mà nói rượu rum của Lithuania về nó về vị đó cũng không có ngon bị đánh giá rất là thấp còn thua cả coi như là mai quế lộ và thiều chủ của tàu nữa họ mua để làm gì đó là cái cách xã giao vậy thôi đó anh vâng, thì cái rum là nó làm bằng rượu mía, bằng rồi bằng đường mía giống để như là nước Rum Havana đó, nó làm và... bằng mía ở bên Cuba. Cái đó cái rum Havana thì nổi tiếng. Mà rum Lithuania thì tôi chưa từng uống mà chưa từng nghe nhưng mà rum Havana thì có uống rồi. Thì nói chung thì uh, họ làm để lấy tiếng thì cũng như Đài Loan cũng làm để lấy tiếng vậy thôi. Và hai bên uh, chữ nhau như vậy cũng để lấy tiếng vậy. Yeah. Uh, xe hơi chạy bằng pin xe điện chúng ta gọi là xe điện xe điện của hãng Mercedes Mercedes tuyên bố là xe điện của họ chạy xa đến 648 miles 648 dặm hiện tại bây giờ xe của Tesla Tesla họ offer Tesla nổi tiếng về xe điện uh, xe của họ chạy là 402 dặm xe Lucid thì chạy 520 dặm trong khi đó Mercedes tuyên bố là xe điện của chúng tôi chạy 648 nhưng mà thật sự chưa có cái xe nào chạy hết cái này nó testing, nó thử và máy vi tính cho biết là xe của Mercedes có thể chạy rồi chừng nào nó ra nó trình làng rồi được. mới tính được cái um, độc đáo của cái um, xe này đã theo CNN thì họ nói rằng mặc dù là cái mã Mercedes là xe sang trọng nhưng mà làm những cái loại vật liệu rất là độc đáo là những cái vật liệu tái chế, recycle trong đó đó là sợi nấm Họ gọi là cái mushroom fiber Cây xương rồng Xoay nhuyễn Và những cái loại thức ăn thừa Họ làm thành ra là một cái hợp chất Giống như là cái fiber class Mà nó vô cùng là cứng Thành thử ra những cái vật liệu tái chế này Nó thân thiện với môi trường hơn anh Thưa anh sợ gì họ làm vật liệu tái chế như vậy Tôi không cho rằng Tại vì họ cần cái môi trường Nhưng mà nếu mà fiber Thì nó phải nhẹ hơn là sắc là thép Do đó mà cái vỏ xe mà nếu làm bằng fiber thì rất là nhẹ Và vì nó nhẹ như vậy thì nó có thể chạy tới được uh, 600 mai Chứ còn nếu mà nó nặng thì nó không chạy 600 mai Nhưng mà tống xe một cái thì ôi thôi uh, Là anh ngồi trong đó là coi như anh tiêu Bởi vì ngày xưa tôi đi làm việc có một chủ Mỹ Ông này đi chiếc xe uh, thao, Lincoln Thao ca Cái hỏi xong đi xe gì nặng tốn sẵn à, Cái này là xe tăng mà ông <laughs> À, đúng rồi anh có nhìn thấy những cái xe mà cũ thời xưa mà đụng với những cái xe yeah. nhật mới về sau này thì cái xe cũ nó nó bằng sắt nó không có thấm thiếu vào đâu nó móp chút xíu trong khi cái xe, cái xe ngay mới như về sau anh xe hơi bây giờ mấy cái cạn xe trước và sau đó nó bằng fiber hết cho nó có bằng sắt đâu yeah. đụng một cái là nó bung ra à, có một cái tin về người máy giúp việc Biomi không biết là người máy này họ làm làm bằng sắt hay làm bằng fiber class hay làm bằng một cái hỗn hợp da <laughs> nào đặc biệt hay không nhưng mà biomi uh, version one là một cái người máy mới nhất có thể di chuyển dễ dàng bằng bánh xe mà thôi tuy nhiên là cái người máy này có hai tay người máy có thể làm rất là nhiều việc phụ giúp cho con người giống như là lấy nhiệt độ hay là khám họng rồi uh, mở nắp chai, chích thuốc, rồi người máy cũng có thể ca hát, nếu mà, nếu mà anh buồn anh không có gì làm, chỉ có một cái là không biết là người máy tới cái độ mà anh có thể tâm sự hay không, tức là anh nói tao buồn quá, cái người máy nói thôi mở rượu ra uống đi, vô đi. Anh cơ thích người máy nè, và đặc biệt là thích mấy em búp bê nữa, cái người máy... Biomi V1 này có giống như là mấy em búp dạ búp bê không, không, phục không, vụ không? Không giống anh. Không giống anh. À, vì cái máy này được tạo ra bởi một cái người mà ngày xưa anh này cũng liệt hai giò. À, cho nên anh mới nghĩ ra cái người máy này. Thế thì anh này cũng học giỏi là anh này có tới hai cái bằng tiến sĩ là anh học rất giỏi và anh nghĩ ra cái người máy này. Nhưng mà cái người máy này nó hơn các người máy khác ở cái chỗ là nó có ngón tay cái à cái ngón tay cái nó mới rất là quan trọng ngón tay cái có thể cầm được mọi thứ vì ngón tay cái là ngón duy nhất mà có thể tớt được bộ ngón còn lại cho nên anh làm được những công việc rất là tinh tế ví dụ như hút thuốc lấy thuốc tây ra lấy thuốc ra từ chai vaccine và chích thuốc được là cái người máy này họ làm được mấy người máy khác chưa bao giờ làm được mấy chuyện đó mấy người máy khác như người máy của amazon thì họ chỉ pick up đồ đạc là về thôi đại khái cho họ không thể làm được như cái người máy này và cái người máy này là người máy mà họ làm ra với một cái nhan đề rất là rõ ràng chúng tôi làm ra không phải để mà cướp công cướp công lao và cướp giờ làm việc của người thương chúng tôi chỉ giúp cho công việc của họ dễ dàng hơn mà thôi đó là lời tuyên bố của anh mà làm người máy này và người máy này không có giò không có chân Họ đi trên một cái bốn xe bốn bánh tức là họ có hai bánh bổ bánh xe ở dưới chạy lui chạy tới về nhưng mà nó không có không có chân để mà đi cho nên bởi vì cái anh chế tạo ra anh là cái người liệt hai giò thành ra à, anh không nghĩ đến chuyện làm cái chân có lẽ anh không có kinh nghiệm về việc đi bằng chân nhưng mà anh có kinh nghiệm về việc làm bằng tay. Dạ. Dạ vâng. Để nếu mà không như vậy thì người máy không có thể dạy uh, chúng ta nhảy đầm được. À, chúng nào mà có người máy nó dạy uh, Rumba tango thì lúc đó mới hấp dẫn hơn. Nhưng mà à. chắc chắn là da nó không thể mềm, mềm 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 bằng cái da của cái người máy Sao cỡ? anh ca búp bê tình dục lắm mà thì bây đấy giờ vậy? anh mới chê da nó là sao? Thử rồi hả? Thì không cái này thì tôi tôi không cần thử tôi đọc tôi đã biết okay. nếu mà nếu mà ăn chưa đọc mà anh phải thử thì anh dở quá. Yeah. <laughs> phúc cho những ai không thấy mà, mà tin. tin. Bây <laughs> giờ 53 phút đến đây chúng tôi xin được chấm uh, dứt chương trình chào bình minh. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn lại với quý vị vào sáng ngày mai cũng từ 7 giờ đến 8 giờ. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855-990-9000, 1855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè Một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1855-855-5888 Oyster Max Go Sản phẩm dành riêng cho phái mạnh Bổ thận tráng dương tăng cường khả năng nam giới Bảo vệ hạnh phúc gia đình Vinashoptv.com 1855-855-5888 Xfinity Trimmer Bundle Vào website xfinity.com slash Asian American Nhân viên nói tiếng Việt tại tiệm trên Bella Rice Village ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.